Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy chưa đăng ký để không bỏ lỡ những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Một kênh kiếm chia sẻ những dự án kiếm tiền từ AirDot hàng đầu tại Việt Nam. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án AirDot đến từ Stormcast Inu. Để tham gia dự án AirDot này thì mọi người cần vào link dưới phần mô tả cho mình, sau đó hoàn thành các nhiệm vụ trên Terra mà cầu cho mình nhé. Ok, sau khi vào đây mọi người sẽ vào bắt đầu mình. Rồi tiếp theo mọi người join vào kênh group và Telegram. Bấm tham gia kênh này, sau đó chat mình từ đây. Rồi quay trở lại. Mọi người join vào kênh chăn lưu dự án. Bấm tham gia kênh. Tiếp theo quay trở lại AirDot tiếp tục. Follow kênh Twitter, like và retweet là bài đăng. Ở đây bấm theo dõi kênh Twitter. Sau đó ca xuống dưới bài đăng, mọi người like và retweet là kênh Twitter. Ok, quay trở lại AirDot. Tiếp theo follow kênh fanpage Facebook. Đây là một dự án được CZ Binance follow mọi nhé. Bấm theo dõi này. Sau đó ca xuống dưới bài đăng. Mọi người like và chia sẻ bài đăng này trên trang cá nhân của mọi người nhé. Ok, quay trở lại AirDot. Tiếp theo follow kênh Instagram. Bấm follow kênh Instagram cho mình. Ok, sau đó quay trở lại AirDot tiếp tục. Follow kênh Medu. Ở đây mọi người bấm follow kênh Medu cho mình nhé. Ok, rồi quay trở lại AirDot tiếp tục. Ở đây mọi người sẽ bấm check cho mình. Sorry mọi người cần phải vào đây mọi người nhập mã cấp 2 cho mình này. Ở đây bấm vào TikTok không phải là người máy này. Sau đây chọn mã cấp 3. Ok, sau khi nhập mã cấp ra xong bấm vào submit rồi. Rồi, bây giờ quay trở lại AirDot. Bấm check cho mình. Ok, bấm join AirDot. Ở đây mọi người join vào tất cả các kênh Telegram đây. Bạn đã join. Rồi, bấm đôn. Tiếp theo follow Twitter. Ở đây mọi người sẽ nhập username kênh Twitter của mọi người gửi vào cho mình nhé. Ok. Follow fanpage luôn. Bấm theo dõi fanpage luôn. Rồi, quay trở lại. Tiếp tục kênh này. Ok. Tiếp theo, bấm next. Tiếp tục bấm next. Rồi. Ở đây mọi người sẽ nhập profiling kênh Medium của mọi người. Mọi người sẽ vào kênh Medium của mọi người nhé. Bấm vào ba gạch. Sau đây bấm vào avatar đây. Bấm vào username. Bấm vào ba gạch đây. Mọi người sao chép profiling kênh Medium của mọi người. Sau đó mọi người sẽ gửi profiling kênh Medium của mọi người vào Telegram cho mình nha. Ok. Ở đây mọi người gửi profile link. Ở đây mọi người sẽ bấm next. Edit logo profile tag mus. Ở đây nó bảo là mọi người sẽ thay cái logo này nhá, ở trên kênh Twitter và kênh Telegram. Ok, thì mọi người sẽ tải cái logo này về cho mình. Rồi, sau đó mọi người lát nữa
Bây giờ mình xin dẫn mọi người lên, nếu như mọi người muốn thay logo bấm trở lại cho mình này. Sau đó bấm 3 cái ở đây, bấm vào cái avatar này, mọi người bấm vào đây, mọi người sửa và đặt ảnh mới nhé. Mọi người sẽ chọn cái ảnh lúc nãy mọi người thêm vào đấy. Còn đây mình chắc không, mình sẽ không thêm nữa. Anh em muốn thêm thì mọi người thêm vào cho mình. Rồi bây giờ địa chỉ ví ở đây mà copy địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví Binance Smart Chain của mọi người ở trên ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask rồi nhé. Ok, vào đây mọi người sao chép địa chỉ ví này, sau đó mọi người sẽ gửi địa chỉ ví vào tay trên về. Ok, và cuối cùng mọi người sẽ có một link web để mọi người chia sẻ bạn bè người thân để tham gia dự án iDot này. Bấm Toto Balan nhé. Mỗi người sẽ nhận được 50.000 token Stormcat mọi người nhé. Và dự án này xem nào, hình như là một dự án ra đùm thì phải. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video, tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video dự án tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.